Một tòa án ở Anh ngày 8 tháng 3 phạt tài xế người Romani 4 năm rưỡi tù giam vì đã đưa 10 người Việt Nam, trong đó có 8 trẻ em, nhập cảnh trái phép vào Anh. Ông Cyprian Scottano, 45 tuổi, vừa nhận tội tại tòa án Hall Ground, theo báo Daily Mail. Cuối tháng 10 năm ngoái, tài xế này bị chặn lại ở cảng Hall của Anh để kiểm tra vỏ xe và giới hữu trách phát hiện 10 người Việt Nam được cho là từ Đức Sang đã bị nhét trong khoang đông lạnh của xe tải này khoảng 36 giờ liền trong số 10 người Việt bị phát hiện, hai người đàn ông bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh và được đưa tới Rotterdam ở Hà Lan, còn tám trẻ em được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương.